Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 9 bị bố của bạn tấn công ngay giữa đường, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc và yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo vụ việc, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ xử lý nghiêm. Ngày 18 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Đăng Vinh thông tin, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, học sinh lớp 9 bị bố của bạn tấn công ngay giữa đường. Trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, Lê Hoài Phúc cho biết, hiện phòng đã chỉ đạo trường báo cáo để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy. Ông Phúc cho biết, quan điểm cá nhân tôi không đồng tình việc người lớn động tay động chân với trẻ em, phải xử lý đúng quy định. Nếu trường hợp hai học sinh mâu thuẫn, người cha có thể liên hệ trực tiếp nhà trường hoặc gia đình nói chuyện và giáo dục. Tôi tin chắc rằng vụ việc này không thể bỏ qua, ông phúc thông tin sáng cùng ngày phòng giáo dục và đào tạo đã đề nghị phòng lao động thương binh và xã hội cùng các đơn vị liên quan bảo vệ em học sinh bị tấn công ông phúc khẳng định sự việc đúng sai như thế nào sẽ phụ thuộc vào cơ quan chức năng nhưng việc tấn công học trò liên quan đến học trò của chúng tôi thì không chấp nhận